Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, trong ngày 2 tháng 9, toàn quốc xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông làm chết 18 người, bị thương 23 người. So với cùng kỳ nghỉ lễ của năm 2022, tăng 14 vụ, tăng 8 người chết, tăng 12 người bị thương. Tất cả vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ. Theo ghi nhận từ các địa phương, tình trạng vi phạm trật tự giao thông vẫn xảy ra trên nhiều tuyến đường. Đơn cử, trên tuyến đường cao tốc Bắc Nam đoạn qua huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An, có hiện tượng người dân đi xe đạp, xe máy, chạy bộ, trẻ em vui đùa và thả vật nuôi chạy trên đường cao tốc. Trong khi đó, những vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn còn phổ biến. Trong ngày 2 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 8.868 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 18 tỷ đồng. Tước 1.173 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn có 2.282 trường hợp, vi phạm tốc độ có 1.480 trường hợp.